Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhung Hà đang ở bên em Cẩm Tú Cầu màu xanh rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, rồi ôi, rồi bên kia là hoa. Đây, hướng dương, chỗ nó cao, thiệt là cao ở vườn Nhung Hà nè. Đó, mà hôm nay nó nở đẹp quá. À, quay cho mọi người xem tí xíu đó. Rồi á hả, mình rủ cả nhà đi qua hái dâu tây và việt quất nha cả nhà. Rồi hôm nay là đi hái trái cây nha cả nhà. Đây, đẹp quá. Mà nó nở bự luôn rồi nha, xem nè. Đó. Qua cái em này quá trời trái luôn rồi nha. Ui, cái này nó chín rồi. Đó, mâm xôi đen. Ôi, trái quá trời luôn. Năm nay bội thu mâm xôi đen vườn nhà nhé cả nhà. Cái trái này lúc nào nó cũng chín trước là với lại loại mà dại á, nó chín sau. Cái này mà Nhung Hà trồng á, nó chín trước rồi nha. Này, trái đã chưa? Đó, đi lấy cả cái rổ bỏ vô. Cái đây nữa mình trùm lại cả nhà. Mình lấy cái này mình trùm lại nè, không thôi là trời ơi mấy bà chim bà hay lắm, bà mà thấy trái là thôi làm gì có mà hái cả nhà. Nó là hả, trùm trùm che che giấu giấu vậy nè. Ôi cả nhà xem cả chùm nè, hôm nay là bội thu trái cây nhé cả nhà ơi. Nó mâm xôi đen nè, mình có trời ơi, việt quất trái đã luôn á. Lát qua hai vịt quất cả nhà. Đây này, úi chờ. Đấy cả nhà. Đây nữa này. Ủa trái này bự ghê chưa? Đây nè cả nhà. Úi, trái này giống trái dâu tầm luôn đi trời. Nó bự chảng. Hay nữa. Trái mê quá. Đấy, cũng đâu có thua kém bá hàng xóm với đường đâu ha, cũng trái bự nhưng mà cái giống này nó khác cả nhà. Cái giống bá hàng xóm cho là cây này nè, cây này nè, mà có vẻ nhà mình trồng có vẻ trái nhỏ hả, bác trồng sao trái bự dữ. Không hiểu nữa, chắc nó thích với đất bác hay sao mà mình thấy mình trồng trái nhỏ hơn. Nhưng mà mình thấy cái loại này mình trồng nó cũng bự, chắc là theo thời gian cả nhà, bác trồng chắc mấy năm rồi nó bự hơn. Đó như cái trái này nè, năm đầu tiên nó cũng đâu có bự như vậy đâu ha, bây giờ mấy năm nay nó mới bự nè cả nhà. Mình nghĩ là chỉ do cái rễ á, nó chưa phát triển á, với lại nó cũng đâu nhiều như vậy đâu, năm nay nó mới nhiều trái vậy nè, năm ngoái nó cũng ít mà. Quá chừng luôn ha. Năm nay là gọi là nhiều nhất là mâm xôi mà Nhung Hà trồng mấy năm nay luôn á. Năm nay là nhiều nhất. Ê cả nhà ơi, đây đây đây, trời ơi nhiều trái dễ sợ luôn nè. Trời ơi cái trái nó chà bá lửa luôn. Mời cả nhà ăn thử. Thơm. Cái chua vẫn còn chua chưa chín lắm. Trái này, trái này ngọt hơn trái kia. Thơm quá. Hái xong là núp che che giấu giấu, núp núp vậy đó cả nhà. Rồi mình đi qua mình hái dâu tây cái mé này đó. À, mé này à, bữa giờ mình bận quá mình không hái, cái nó cũng hơi chín cả nhà. Ui, trái này to quá. Trái này chưa chín. Chưa chín. Mấy nay trời nắng quá. Cái trái dâu tây nó tội nghiệp luôn á. Em nào nó núp được ở trong á thì nó còn đẹp được chút, nó bị lòi ra ngoài là thôi. Nắng quá, nó lòi cả cái hạt ra luôn. Mà vẫn đẹp cả nhà này. Ui trái này bự bự chà bá luôn cả nhà ơi. Đây đây trái nữa, ôi quá mê luôn. Đây cả chùm này cả nhà ơi. Mê quá là mê. Ui đây nữa cả nhà ơi. Đó, nhưng mà bọc từng trái một nó mới có hái.
Ôi, cái này siêu to. Mùa 2 trái đã ha cả nhà. Mùa đầu tiên thì trái hơi nhỏ. Tại vì năm nay trời hơi lạnh đó, chứ cái mùa đầu tiên của năm ngoái trái bự lắm. Cái trái nãy bự mà bị gì uổng đây chưa. Bự chán. Ui cái trái này còn siêu to nữa cả nhà ơi. Wow, hoàng đế cả nhà ơi. Nó bự chán, bự chán đá ghê chứ cả nhà. Cho tay, bự ghê không. Bị cháy nắng, nắm nắng. Ui, suýt nữa bỏ sót đấy này. Trên trái này bị nám coi nè. Nắng quá. Cháy luôn cái trái này. Trời nó dịu mát hơn chút xíu là trái dâu tây nó sẽ đẹp lại. Mình trái. Cái thùng này được có con trái một. Cũng bự ha cả nhà. Rồi, nãy giờ là mình được nhiêu đây. Bây giờ đi qua bên mé ăn kia mình đi hái vịt quất với lại dâu tây bên vườn mới ha. Rồi, mình bỏ qua cái mẹt, mình đi qua bên kia, mình tìm tiếp cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Rồi cả nhà đi qua hái vịt quất nè. Ui chào ui, cả chùm này. Đã ghê chưa. Quá trời vịt quất nè cả nhà. Cái trái này là gần cả cái đồ bọc của Nhung Hà nè. Ôi ôi, cái chùm này nó đẹp, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ôi ôi, nó bự. Trái siêu to luôn. Còn phấn luôn nè cả nhà ơi, coi nè. Quá đẹp, chín. Đã quá. Rớt xuống dưới nha. Ui, mê quá là mê luôn. Hái như vậy nó đã, trái nó bự nó mê á nha. Cả chùm này. Ui trời. Đó, cả bàn tay. Mê quá. Ồ, Nhung Hà cả hai dãy bên kia nữa. Tha hồ hái rồi nhà ơi. Năm nay là mình gọi là bội thu. Trên cả bội thu vịt quất luôn á. Bội thu cây nhỏ và bội thu cây bự luôn. Mình ngày nào cũng chăm tới nước cho mấy em lắm. Nên là cây nó khỏe mạnh. Với lại ông xã anh mua cái mùn cưa á nha, anh bỏ dưới cái gốc cây á, mình thấy là cái mùn cưa nó thích hết cả nhà ơi, nó thích cái mùn cưa, thấy trái năm nay nó bự hẳn á. Cái mé này mình đâu có bón phân gì đâu ta, năm nay mình không có bón phân gì luôn, mình chỉ bỏ cái mùn cưa thôi mà công nhận trái bự ghê, nè. Ngọt dữ lắm. Ui. Wow. Cái mùn cưa là gọi là phân bón của nó rồi đó cả nhà. Có cái cây mới là mình có bón lúc mà trồng đó cả nhà. Mình trồng cho nó đó. Mình bón mấy bọc phân á để cho nó có sức, nó có ra rễ đồ á, tới giờ mình cũng chưa bón gì. Mình chỉ bón mùn cưa cho nó thôi. Trời ơi, cái trái đã chưa.
Công nhận cả nhà ơi, đây cà chung chín, hái xong cái cây nè, mai hái cây khác, mỗi ngày một cây. Ôi mê quá. Có, hình như Nhung Hà có trồng một cái loại việt quất màu hồng nữa. Ồ đúng rồi, để qua kiểm tra xem cái em việt quất màu hồng có trái gì không. Trên chị quản lý chị nói ngày mai hái việt quất em nhé. Trời ơi mê, nghe nói hái là khoái. Nói dạ 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 liền. Còn nhiều trái cơ. Trong đây nè, cà chùm nè. Cái này bỏ ngăn đá cả nhà. Xong sai sinh tố. Ôi ôi. Tuyệt vời không mặt trời luôn á. Ôi, mình hái nguyên cái chùm luôn. Hư dễ sợ. Nghiền quá. Ui, bữa lát lấm. Ăn cái này bữa giờ Nhung Hà ăn cái này không ăn nó bổ não à nhỉ, chống gốc tự do, bổ não, chống lão hóa. Ăn được cái này siêu tốt luôn. Rồi mình có mình ăn chứ mình ngất thì mua lắm rồi nhỉ. Mình trồng được á mình ăn á, mình mua thì mua một bịch đông đá hẳn về xay sinh tố thôi, khi dù mà không có. Chứ ít khi mua tươi tỉ mắt á. 5 đô có một chút xíu. Mình trồng được cái mình để đông đá cái mình ăn hoài luôn. Thì trời ơi, nó rụng xuống mấy trái bự uống chưa. Chua này là cả nhà biết cái gọi là cà chua. Thiên Hà đó, cà chua Ngân Hà cả nhà. Đây là cái cây bữa hôm nó chín đầu tiên này cả nhà. Rồi cà chua đen nhiệm lùm la, năm nay mình trồng đủ thứ cà chua. Đây trái nhỏ hơn này cả nhà ơi. À, bữa giờ mình hái cũng được nhiều á. Hôm nay mình gom xong rồi mình thả cây này đây đi cho mấy con chim ăn. Cho mình nhiều quá mình cũng share với mấy anh chim. Trái nào chín mình hái đi. Trái nào xanh là mấy chim được hưởng nha. Cái cành này có vẻ nhiều nè ha. Rồi cho mấy chị chim chị ăn cái cành này đi. Mình nhiều quá trời đó mà. Em luôn. Trời ơi, em chui vô trong cái dãy vịt quất bên kia của Nhung Hà. Em chui vô, ngày hôm qua mình bắt mấy hai con. Bắt hai con ra ngoài. Trời, hôm nay trái cây này chín nhiều ha. Quá trời này. Cả chùm như đây luôn. Gom mấy trái chín. Bữa hôm ha, hai em này nè, em lại với nãy chín đầu tiên nữa cả nhà. Trái quá chừng trái đó. Hôm nay là nó chín thêm đợt nữa nè. Hái trái ăn nè nhà. Ui thèm quá. Wow, nó đẹp quá cả nhà ơi nè. Ôi, mình nghĩ chắc mình chừa vài nhánh bự bự, cao cao, dài dài ra đặng có mận hái cả nhà. Ôi, trái mận ăn nó giòn dữ lắm cả nhà. Mà cả nhà nước giòn. Wow.
Cho chua ngon quá. Ở trong thịt đó, má ở đây á, nó chín là nó ngọt, má cái vỏ nó chua. Ngon quá. Nó chín mình ăn từ từ. Đây, trái này có vẻ ngon nè. Ăn trái nữa cả nhà, mời cả nhà. Ngọt. Giống cái mặn nước hoa ở nhà chị Vinh nữa. Nước nhiều. Ngon quá. Thấy con trái chín đây nè. Nó không kịp chín cho mình ăn luôn á nhà ơi. Này cà chúng đây đã chứ nè. Đứng ở dưới cây mận ăn luôn. Trời ơi. Mận nhà Nhung Hà cũng ngon dễ sợ luôn cả nhà ơi. Đó, mà cả nhà. Cái này ngọt quá. Wow, nước nhiều. Vỏ hơi chua chua mà ở trong nó ngọt. Trái này giòn nè. Nước nhiều không? Ngon quá. Cái thôm là sẽ có táo rồi nha. Rồi cái con gì nó vô nó ăn nha. Ơi. Bà nào bà vô bà ăn rồi nhà ơi. Đó. Táo. Rồi bên đây cũng táo nữa nè. Nó ăn lá hết trơn. Chắc con mấy con đây rừng á nhỏ. Trời, thấy có trái chín rồi nè. Vườn mới xem cái hạt dãy vịt quất này có trái nào á. Mình hái nha. Mình thấy là có trái chín rồi đó. Ồ nó chín. Trời ơi như farm vậy nhỏ ơi. Ui, thích dễ sợ luôn. Đây để thử trái ngon. Ngọt quá nhỏ ơi. Trái vừa vừa thôi. Anh nói là medium size đúng luôn á. Nó không có trái bự như bên kia mà vừa vừa thôi. Đó. Trời ơi, trái quá chừng trái luôn. Chị Jen nói là năm đầu tiên nó vậy đó, chứ năm sau chắc nó bự hơn. Ông xã mình ảnh kỹ á. Anh nói là, đó, mua mụn cưa đó, cả nhà thấy mụn cưa không? Anh phủ đầy dưới đây nè, nó. Anh nghe người ta nói mụn cưa á, cây vịt quất rất là thích á, cho cái cây vịt quất nó ngọt đó. Cái anh cũng đi mua đó, anh mua cả xe năm ngoái đó cả nhà, mình có quay video vịt quất, trồng vịt quất cho mọi người xem đó. Ôi ôi, đã quá. Ôi, mới trồng ngày nào hôm nay được thu hoạch rồi hê. Vịt quất thì nó cứ chín từ từ vậy thôi cả nhà ơi, cho nó không chín lượt. Chín một lượt đó thì nó sẽ có trái mùi quá. Nên nó chín tới đâu thì mình sẽ hái tới đó thôi. Cho cái chùm này nè. Ô cái chùm này là cũng chín nhiều rồi đó cả nhà. Mỗi ngày mình ra mình hái một ít. Mình rủ bạn tới hái. Con gái ông xã mình nó thích. Mình nghe bà chim mà tạch tạch đó bữa rồi là chắc nó chui vô cái mé bên kia rồi đó. Nghe bà chạy tạch tạch đó bên. Hái nhầm, sorry. Ngọt ghê á. Nhầm. Trời ơi, cả nhà xem đã chưa nè. Nó trái gì mà dữ dằn ta. Cả nhà ơi, xong rồi trùm lại. Nói chung trùm nó cũng đỡ chứ 1-2 bà vô nó cũng ăn đâu có nhiều đâu. Chứ không trùm là không có trái nào hái hết. Năm đầu tiên như vậy là mình thấy là quá bội thu rồi đó.
Tại vì á hả, dịch chuyển nó vậy mà hả, nó vẫn có trái, vậy là mình thấy là hạnh phúc rồi. Mà trái nhiều nữa chứ. Qua một mùa đông bị dịch chuyển rễ, vậy mà chị cũng sống tốt ghê luôn. Chỉ ra mùa xuân cho trái rất là nhiều luôn chứ. Được một bàn tay vịt quất nữa. Thôi nó chín giờ mình hái tiếp, hôm nay hái đã vịt quất rồi. Rồi bây giờ đi tìm dâu tây bên vườn mới. Ui trời ơi cả nhà ơi, trái nó bự. Ôi mình hái trễ quá này cả nhà. Cái trái này giống như ngọn núi quá. Đây có trái, đây có trái. Ôi mê quá. Đây có trái nữa nè. Wow, trái bự quá. Mê quá là mê. Đây cả nhà ơi. Cái gì vậy? Ôi tưởng nó tưới nước cái chạy. Anh tưới nước ở ngoài đường hú hồn. Anh thấy nước ngoài đường mà mình tưởng tưới nước trong đây mình sắp chạy. Quá trình việt quất, quá trình dâu tây, một ngày bội thu trái cây. Quá trời, rau dền nó mọc ở đây nữa. Ui cả nhà ơi, con này này. Ui trời, cái trái đã chưa? Chưa được chín lắm mà sợ nó hư. Chín quá trời. Ui trời ơi cả nhà ơi, cái trái nó bự. Bự chán luôn mà chấm miếng hư rồi, nhưng mà nó bự ghê luôn rồi nè. Đã chưa? Xung xe á nhỉ. Ôi trời. Ôi cái trái này bị gì ta? Nắng quá sao á? Uống chưa? Nắng nó héo rồi cái trái luôn kinh nhỉ. Ôi cái trái này siêu to. Mình chấm muối ngon. Đó, bê nguyên một mâm ăn cho đã. Trời ơi, mời cả nhà nha. Wow. Ngọt quá. Ngọt và thơm. Wow. Bị quất năm nay ngon á. Wow, là cái trái nhỏ nhỏ vừa vừa ở bên vườn mới nó thơm ngon quá. Dâu dâu mình ăn nhiều lắm rồi hả, mời cả nhà ăn trái dâu. Ăn trái mận. Ông nhận trái mận nó giòn, cái chua ngọt ngọt ngon đi. Ăn như vậy ngon hơn là để chín quá. Tại vì nó vừa ngọt, vừa chua mà vừa giòn. Thôi vậy nó chín rồi nha.
còn ngọt hơn, chua hết, giòn nó cũng hết. Ngon quá. Mắm cho đen. Cái chua ngọt ngọt thơm thơm. Wow, cả mẹ trái cây. Bội thu ha. Quá đã rồi nhà. Có đi vô cái tối quá rồi, rồi đi ra tới nước mấy cái kia lo quay video mà mấy em khách nước tuổi á. Đi vô nhà. Ba cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Bê vô cho con trai nó chấm với sữa đặc.